Xin kính chào quý vị và các bạn. Bạn đã từng được đi máy bay? Vâng, quả thật là điều đó bây giờ không còn quá xa xỉ đối với chúng ta nữa. Nhưng chúng ta đã từng hỏi khi bước lên chiếc máy bay mình đang bay là tầm bay của nó được bao xa không? Trong cái video này chúng ta hãy cùng tìm hiểu tầm bay của các máy bay thương mại hiện đang hoạt động trong các đội bay của các hãng hàng không tại Việt Nam nhé. Vậy quán quân về tầm bay hiện là dòng máy bay nào? Thuộc đội bay của hãng nào? Chúng ta hãy tìm hiểu thông qua video này nhé. Cái máy bay đầu tiên mình muốn giới thiệu với các bạn đó là chiếc ATR-72. Đây là dòng ATR-72-500 và nó là máy bay đang khai thác thương mại thông thường trên các đường bay thông thường ngắn nhất của các hãng hàng không tại Việt Nam. Tầm bay của nó là 1.650 km. Thực ra với cái tầm bay này thì chiếc ATR-72 hoàn toàn có thể thực hiện cái đường bay Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, vì cái đường bay này nó chỉ rơi vào khoảng 1.160 km thôi. Bây giờ mình sẽ chấm một cái điểm ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất Thành phố Hồ Chí Minh và mình sẽ đo trên bản đồ cho mọi người thấy nhé. Điểm bắt đầu mình sẽ chọn là sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất Thành phố Hồ Chí Minh và mình sẽ dùng cái trình đo khoảng cách của Google đo khoảng cách tới sân bay quốc tế Nội Bài. Nó sẽ rơi vào khoảng 1.160 km. Tuy nhiên trên thực tế vì vấn đề an toàn nên người ta sẽ thường ít khi sử dụng các máy bay cho đường bay quá xa so với cái tầm bay của nó như vậy. Hiện tại ATR-72 chỉ được dùng để khai thác các đường bay ngắn tới các sân bay địa phương thôi. Tiếp theo là một cái dòng máy bay có tầm bay dài hơn ATR-72 nhưng nó cũng thuộc dạng dài cũng không hẳn là dài mà ngắn cũng không hẳn là ngắn. Đó là dòng máy bay của Embraer bao gồm hai phiên bản E195 và E190 đang được Bamboo Airways khai thác với các cái thông số về tầm bay như sau. Theo thông số từ hãng sản xuất Embraer thì tầm bay của dòng E190 là 4.537 km, còn tầm bay của chiếc E195 ngắn hơn một chút là 4.260 km. Với dòng máy bay này, Bamboo Airways đang khai thác chủ yếu là đường bay Hà Nội Côn Đảo. Động thái này đã tạo nên một cú hích mới cho thị trường hàng không trong nước. Vâng, thì đó là các cái máy bay không có quá phổ biến ở Việt Nam. Thông thường ở Việt Nam thì chúng ta thường hay gặp các cái dòng máy bay A320 và A321. A321 thì lại chia thành hai phiên bản A321-200 và A321neo. Máy bay A321 hiện đang được sử dụng bởi các hãng chủ yếu như Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietjet Air và Viettravel Airlines. Còn A320 thì được khai thác bởi Vietjet Air và Pacific Airlines. Riêng Bamboo Airways có khai thác dòng A319. Hiện chỉ có một mình hãng Bamboo Airways là khai thác dòng A319 tại Việt Nam. Chiếc A321ceo hay A321-200 sẽ có tầm bay là 5.950 km và chiếc A320 nó sẽ có tầm bay là 6.200 km. Trong khi đó chiếc A319 sẽ có tầm bay là 6.950 km. Đây là các thông số được lấy ở trang web của Airbus.com. Thì cái tầm bay này nó bao phủ gần như toàn bộ khu vực châu Á, nên các hãng hàng không có thể sử dụng để bay các đường bay nội địa hoặc các đường bay tới các nước châu Á như đi Sinh, đi Nhật, đi Hàn, đi Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Malaysia, vân vân. Ở đây thì chúng ta có thể thấy khoảng cách từ Thành phố Hồ Chí Minh tới một số điểm như sau: Bắc Kinh 3.376 km, Seoul 3.600 km, Osaka, Nhật 3.931 km. Bay ngang qua biên giới tới Mông Cổ giáp với Nga là 4.217 km, Tokyo, Nhật 4.329 km, bay qua Tân Cương luôn là 4.572 km, Sapporo, Nhật 4.905 km và trung tâm của nước Úc là 5.076 km. Và các cái máy bay A319, A320, A321 hoàn toàn có thể bay tới các cái điểm trên. Sở dĩ mình chưa nhắc tới chiếc A321neo vì chiếc A321neo là một dòng máy bay được cải tiến từ A321ceo. Điểm cải tiến đặc biệt đến từ động cơ máy bay nên tầm bay nó được tăng lên khá cao. Tầm bay của nó lên tới 7.400 km. Trên màn ảnh các bạn đang theo dõi là một chiếc A321neo của Bamboo Airways đang đáp xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietjet Air
Và mới đây nhất là Vietravel Airlines đang vận hành các máy bay A321neo. Tuy nhiên, Vietravel Airlines mới chỉ có một chiếc A321neo trong biên chế. Trên màn hình các bạn đang theo dõi là một chiếc A321neo của Vietjet Air. Và với chiếc A321neo, các hãng đã có thể bay thẳng từ Thành phố Hồ Chí Minh tới Sydney một cách an toàn với tầm bay vào khoảng 6.830 km. Nãy giờ thì chúng ta mới toàn thấy máy bay bay tầm ngắn và tầm vừa nhỉ. Thì thực ra đó mới chỉ là các máy bay tầm ngắn và tầm trung. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một chiếc máy bay tầm xa, Boeing 787-9 Dreamliner. Vâng, với tầm bay lên tới 14.000 km. Chính xác thì là 13.950 km theo thông số từ hãng. Song song với chiếc Boeing 787-9 là chiếc Boeing 787-10. Tuy nhiên tầm bay của Boeing 787-10 ngắn hơn, chỉ có khoảng 12.000 km. Chính xác thì là 11.750 km theo thông số từ hãng. Tầm bay ngắn hơn nhưng bù lại Boeing 787-10 có thể chở được nhiều hành khách hơn. Và với tầm bay rộng như vậy thì Boeing 787-9 hoàn toàn có thể bay tới tất cả các nước ở châu Âu. Hiện tại Việt Nam chỉ có hai hãng sở hữu Boeing 787-9 là Bamboo Airways và Vietnam Airlines. Ngoài ra chỉ có Vietnam Airlines đang sở hữu 4 chiếc Boeing 787-10 cho đến thời điểm hiện tại. Và với tầm bay này thì từ Thành phố Hồ Chí Minh dễ dàng tới Moscow 7.700 km, Ukraine 8.100 km, New Zealand 8.882 km, Frankfurt Đức 9.645 km, Paris 10.120 km. Hay London 10.230 km. Đúng là máy bay đường dài có khác ha. Vậy đó, chiếc Boeing 787 đã là máy bay có tầm bay lớn nhất Việt Nam chưa? Mình xin trả lời rằng chưa đâu. Quán quân thuộc về chiếc Airbus A350-900 trong đội bay của Vietnam Airlines. Và trên màn hình các bạn đang theo dõi chính là chiếc Airbus A350-900 với tầm bay lên tới 15.000 km. Đây là chiếc máy bay có tầm bay dài nhất hiện nay ở Việt Nam. Vậy câu trả lời đã rõ. Cho đến thời điểm hiện tại, quán quân về tầm bay ở Việt Nam là chiếc Airbus A350-900, máy bay thuộc biên chế của đội bay Vietnam Airlines. Hiện Vietnam Airlines đang có trong biên chế 14 chiếc Airbus A350-900. Vietnam Airlines cũng là hãng duy nhất đang khai thác dòng máy bay này tại Việt Nam. Và tương tự như Boeing 787-9, Boeing 787-10, Airbus A350-900 cũng được sử dụng để bay rất nhiều đường bay châu Âu cũng như châu Á. Một số đường bay tiêu biểu có thể kể đến như Hà Nội Frankfurt Đức, Sài Gòn Incheon Hàn Quốc, Sài Gòn London, Hà Nội Moscow, Hà Nội Paris. Và thời gian gần đây, Vietnam Airlines có sử dụng chiếc Airbus A350-900 để bay thẳng tới Canada. Mục đích của chuyến bay là đón công dân về nước. Và đường bay cụ thể như sau: khởi hành sẽ từ Hà Nội bay thẳng tới Toronto không dừng. Tầm bay chặng này khoảng 12.700 km. Chặng về sẽ bay từ Toronto tới Vancouver dừng tiếp nhiên liệu và sau đó bay từ Vancouver về Vân Đồn, Quảng Ninh. Chặng bay Toronto, Vancouver 3.400 km và từ Vancouver về tới Vân Đồn là 10.800 km. Bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi quá trình cất cánh của một chiếc Airbus A350-900, biệt danh nàng tiên cánh cong, góc nhìn từ cửa sổ máy bay. Chuyến bay được thực hiện từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tới sân bay quốc tế Nội Bài. Vừa lướt qua khung hình là một chiếc A321neo của hãng Bamboo Airways. Máy bay đã được lệnh cất cánh. Đây là chuyến bay mà Middleton bay từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội.
Chuyến bay được thực hiện bởi chiếc Airbus A350-900, máy bay thuộc đội bay của Vietnam Airlines. Ngoài ra, đây là một máy bay khá đặc biệt với livery Liên minh hàng không SkyTeam. Chiếc máy bay Airbus A350-900 đầu tiên gia nhập đội bay của Vietnam Airlines vào tháng 7 năm 2015. Và chiếc tàu bay thứ 14 góp mặt trong tháng 4 năm 2019, đánh dấu việc hoàn thiện đội bay thân rộng của hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Với việc tiếp nhận khai thác thành công đội bay Airbus A350-900, Vietnam Airlines một lần nữa khẳng định vị thế chủ lực khi là hãng bay duy nhất trong nước khai thác dòng máy bay thân rộng thế hệ mới này. Với Airbus A350-900, vật liệu composite với các ưu điểm vượt trội đã góp phần làm giảm đáng kể tiêu hao nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng. Theo tính toán của một số đơn vị nghiên cứu, dòng máy bay A350 tiêu hao ít hơn 20% chi phí nhiên liệu và ít hơn 30-40% chi phí bảo dưỡng so với thế hệ tàu bay trước là A330. Để đạt được thành công trong khai thác, Vietnam Airlines đã phải đối mặt với không ít thử thách trong quá trình làm chủ dòng máy bay hiện đại bậc nhất thế giới. Trước tiên, đó là khuyến cáo của Airbus dành cho đội ngũ kỹ thuật khai thác A350-900 vì công tác vận hành tàu bay thế hệ mới này không hề đơn giản. Bằng việc nắm bắt nhanh chóng công nghệ và khai thác hiệu quả dòng máy bay mới với hầu hết nguồn lực phi công, tiếp viên, thợ kỹ thuật là người Việt Nam, Vietnam Airlines đã được các nhà sản xuất, đối tác đánh giá là một trong những hãng hàng không chinh phục thành công nhất dòng máy bay hiện đại của thế giới, góp phần nâng cao và khẳng định vị thế của ngành hàng không Việt Nam trên thị trường khu vực cũng như quốc tế. Tính đến hết năm 2018, sau hơn 3 năm khai thác Airbus A350-900, chính Airbus đã đánh giá Vietnam Airlines là một trong những khách hàng hãng hàng không khai thác thành công nhất dòng máy bay này. Theo thống kê, đến tháng 2 năm 2019, độ an toàn của đội bay A350 do Vietnam Airlines khai thác đạt 99,56% và trung bình 12 tháng gần nhất đạt 99,21%, cao hơn so với mức trung bình thế giới là 99,19%. Đây quả là một thành tựu tuyệt vời, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ con người Việt Nam. Chúc cho Vietnam Airlines nói riêng và các hãng hàng không trong nước nói chung sớm vượt qua cuộc đại khủng hoảng Covid-19. Chúc cho ngành hàng không sớm trở lại thời kỳ huy hoàng. Chúc tất cả các bạn mạnh khỏe. Và chúc chúng ta sẽ sớm được trở lại bầu trời trên những chuyến bay của các hãng hàng không trong nước cũng như quốc tế. Mình xin tạm dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo. Nếu thấy hay, các bạn đừng quên nhớ tặng cho mình một nút like, một nút share và một nút đăng ký kênh nhé. Đừng quên cái nút hình quả chuông nữa nha. Xin cảm ơn tất cả các bạn.